Bồ Tát bố thí thượng vị thì đem căn lành công đức hồi hướng như vậy. Ngài các nguyện cho mỗi chúng sinh đều đắc được pháp vị tối thượng phi diệu, trong đó có cam lộ sung mãn, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị chánh pháp trí huệ, nhờ đó mà biết được công dụng của mỗi thứ vị, ăn vào thì đắc được lợi ích gì. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp vị vô lượng vô biên, có thể biết rõ ràng thật tướng của 10 pháp giới, khiến cho chúng sinh đều trụ ở trong pháp thành lớn an ổn, tức cũng là an trụ nơi lý thể thật tướng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể làm mây pháp lớn che khắp bốn phương, khắp cùng pháp giới, đồng thời khắp mưa xuống mưa pháp đượm nhuần khắp tất cả, giáo hóa điều phục chúng sinh chín pháp giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị trí huệ thù thắng, khiến cho họ đều pháp hỷ sung mãn, vừa tự tại vừa hoan hỷ, thân tâm thư thái. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị chẳng sinh tâm tham, lại chẳng chấp trước vào thượng vị của pháp. Mỗi thứ thượng vị đều chẳng nhiễm tục vị, trược vị của thế gian, đều là pháp vị thanh tịnh, khiến cho mỗi người sau khi nếm pháp vị rồi đều sinh tâm dũng mãnh tinh tấn, sinh tu Phật pháp chẳng giải đãi, chẳng thối chuyển. Tất cả Phật pháp bao quát pháp ba đời của chư Phật nói, mỗi người đều siêng năng tu tập, cầu được viên mãn thông đạt. Cam lồ còn gọi là rượu trời, vị ngọt như mật, là thuốc bất tử của người trời. Uống vào thì sống lâu thân an, sức lực khỏe mạnh, răng cùng của Phật có suối cam lồ, thức ăn và miệng đều biến thành cam lồ. Và còn dùng ví dụ Phật pháp vô biên phổ độ khắp chúng sinh, khiến cho họ được an ổn. Và còn dùng niết bàn làm cam lồ, vĩnh viễn dứt sinh tử, thuốc chân thật, bất tử. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được một pháp vị, thấu rõ các Phật pháp đều chẳng có khác biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị tối thắng, nơi nhất thiết trí, chọn chẳng thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vào pháp vị không khác với chư Phật, đều phân biệt được tất cả các căn. Nguyện cho tất cả chúng sinh pháp vị tăng trưởng lợi ích, thường được Phật pháp đầy đủ vô ngại. Đó là hồi hướng của Đại Bồ Tát khi bố thí vị, đem căn lành hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh tu phước đức, thể đều đầy đủ vô ngại trí thân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh nếu đắc được một thứ pháp vị thì đồng thời minh bạch vô lượng diệu pháp của chư Phật nói chẳng có gì khác biệt. Biết một tức tất cả tức một, diệu lý một nhiều vô ngại, một nhiều dung với nhau. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp vị tối thù thắng nơi nhất thiết trí, tức là vì đắc được đủ thứ trí huệ cho nên vĩnh viễn chẳng thối chuyển tín tâm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu được pháp của chư Phật nói, thông đạt Phật Phật đạo đồng, pháp của mỗi vị Phật nói đều cùng một tông chỉ. Tại sao chư Phật phải nói 84.000 pháp? Là vì chúng sinh có 84.000 tâm. Bồ Tát đối với căn tánh của tất cả chúng sinh, Ngài đều biết rất rõ ràng, cho nên Ngài vì người mà nói pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh pháp vị ngày càng tăng trưởng, luôn luôn đắc được lợi ích của pháp, đắc được Phật pháp viên mãn đầy đủ chẳng có chướng ngại, đầy đủ tín tâm cầu pháp của họ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí thượng vị thanh tịnh. Mục đích Bồ Tát hồi hướng như vậy là vì hy vọng tất cả chúng sinh đều sinh tu phước đức, tích tụ căn lành phước huệ đầy đủ, thành tựu viên mãn thân trí huệ, thanh tịnh không nhiễm, chẳng có gì chướng ngại được. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí xe cộ thì đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ xe nhất thiết trí, ngồi xe đại thừa, xe bất hoại, xe tối thắng, xe tối thượng, xe mau chóng, xe đại lực, xe phước đức đầy đủ, xe xuất thế gian, xe sinh ra vô lượng các Bồ Tát. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí xe cộ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài bố thí các thứ xe ngựa và các thứ xe khác, thì Ngài đem căn lành bố thí thành tựu hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài nói, tôi nguyện cho hết thảy chúng sinh đều đắc được xe nhất thiết trí. Nhất thiết trí này giống như chiếc xe nhất thiết trí, có thể chuyên chở chúng sinh hành vô lượng nghiệp lành, cho nên nói là xe đầy đủ nhất thiết trí. Phải có trí huệ lớn mới có thể chấm dứt sinh tử, thoát khỏi luân hồi. Xe này là xe trí huệ lớn, từ bờ sinh tử bên này, qua dòng sông phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Xe cộ, tức là công cụ giao thông, phân ra nói,
tức là các thứ xe ngựa, xe bò, xe voi, xe lôi, xe kéo bằng sức người. Hiện tại có xe dùng bằng điện, bằng xăng dầu, xe hơi, xe buýt, xe hàng, vân vân. Tóm lại, phàm là dùng công cụ để chuyên chở đều gọi là xe cộ. Bồ Tát Bố Thí ngồi xe đại thừa, tức là một cỗ xe lớn, chuyên chở tất cả chúng sinh đến đất Phật. Xe không thể hoại, chiếc xe này giống như kim cang, rất là kiên cố, thiên ma ngoại đạo đều không thể phá hoại được nó. Xe tối thắng là một chiếc xe đặc biệt tốt nhất, vượt hơn các xe khác. Xe tối thượng là chiếc xe đầy đủ viên mãn vô thượng nhất. Xe mau chóng, chiếc xe mau chóng này chạy rất nhanh, chạy như bay. Xe đại lực, xe có pháp lực lớn. Xe phước đức đầy đủ, xe phước đức trí huệ đều đầy đủ. Xe xuất thế gian, chiếc xe này có thể thoát khỏi ba cõi, sớm thành đạo nghiệp. Xe sinh ra vô lượng các Bồ Tát, chiếc xe này giống như Phật Pháp Đại Thừa. Phàm là ai ngồi xe này thì tương lai nhất định sẽ thành tựu Bồ Tát Đại Thừa phổ độ chúng sinh. Đó là 10 thứ xe cộ, tuy nói sơ lược như thế, nhưng đều bao hàm nhân quả, thể tánh, lý trí trong Phật Pháp. Bồ Tát đối với chúng sinh, tất cả đều dẫn dụ chúng sinh vào sâu trong trí huệ của Phật, thấu đạt chân lý và sự tướng thật tế của các Pháp. Ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí xe cộ. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí y phục thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được y phục hổ thẹn, dùng để che thân, xả bỏ tà đạo, lộ hình, pháp ác, nhan sắc đượm nhuần, làn da mịn màng, nhu nhuyến, thành tựu an vui bậc nhất của chư Phật, đắc được nhất thiết chủng trí thành tịnh. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí y phục. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, hiện tại Ngài lại bố thí y phục cho chúng sinh, thức ăn, y phục, chỗ ở, bất cứ người nào cũng không thể thiếu được. Khi Ngài bố thí y phục, thì Ngài đem đủ thứ căn lành bố thí đắc được, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài phát nguyện, hy vọng tất cả chúng sinh ai ai cũng đều đắc được y phục, sinh tâm hổ thẹn. Biết hổ thẹn là tâm thiện, nếu có lỗi lầm mà che giấu, tức là không biết hổ thẹn, tương lai sẽ được quả ác, nhất là người tu hành không thể không có tâm hổ thẹn. Sự việc làm sai thì nhất định phải sinh tâm hổ thẹn, phát tâm sám hối. Cổ nhân có nói, con người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi. Biết lỗi mà sửa đổi, chẳng điều thiện nào lớn bằng. Ngàn vạn đừng che đậy lỗi lầm. Việc thiện mà muốn người biết chẳng phải là chân thiện. Việc ác mà sợ người biết đó là đại ác. Đây tức là không biết hổ thẹn, cho nên phải dùng hổ thẹn là y phục che lên thân để cảnh tỉnh không đạp lên dấu vết cũ nữa. Xả bỏ tà đạo lộ hình pháp ác, có một thứ ngoại đạo lõa thể, không mặc y phục, ngủ trên giường đinh hoặc ngủ trên tro, thứ người đó gọi là lộ hình ngoại đạo. Tà đạo tu chẳng hợp lý, tức là pháp ác. Bồ Tát bố thí y phục cho chúng sinh, hy vọng họ đừng có tin thứ ngoại đạo đó, phải xả lìa thứ ngoại đạo đó mà tu chánh pháp. Tu tập chánh pháp thì có thể có dung nhan sáng suốt đượm nhuần, làn da cũng tự nhiên mịn màng nhu nhuyến, thành tựu tự tại an tường, chân chánh an vui, vô thượng bậc nhất giống như chư Phật, đắc được nhất thiết chủng trí thành tịnh nhất, thù thắng nhất. Đó tức là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí y phục cho chúng sinh.